Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình, và mình là người lạ. Và như các bạn thấy ở tiêu đề cũng như là trước mắt của mình đây, thì ngày hôm nay đây là video mà mình sẽ review về những đôi giày 1. Tại sao lại gọi là giày 1? Tại vì 1 là tên của những cái mẫu giày này. Một tức là tên thương hiệu ấy, giống như chúng ta nói là giày Adidas, giày Nike hay gì đó, thì đây là giày một, nó chỉ có đúng một chữ một vậy thôi. Và đây là thương hiệu giày của Việt Nam. Mình đã biết thương hiệu giày này khá lâu rồi và mình rất ấn tượng với họ ở cái cách mà họ chơi chữ chính cái tên thương hiệu của mình, tức là họ chơi chữ với lại cái chữ một ấy. Có thể rằng là các bạn sẽ thấy không quen, nhưng nếu các bạn là theo dõi fanpage của họ hoặc là theo dõi họ từ những ngày đầu ấy, thì cái chữ một này được họ dùng đến rất nhiều và dùng lặp lại trong những câu mà nó không hề bị sượng. Thì đây là thương hiệu giày mà chúng ta sẽ có những mẫu giày có thể nói là nó rất là đơn giản. Tại vì cái hơi hướng thiết kế của mẫu giày, những mẫu giày như này nó có mang tính chất là tối giản. Chúng ta sẽ có một mẫu giày một. Đấy, chưa chữ kiểu vậy. Một mẫu giày mà nó sẽ chỉ có phong cách thiết kế như thế này thôi. Và thực tế ra thì với thương hiệu này chúng ta đã có khá nhiều những cái đôi giày khác nhau. Thế nhưng mà về cái form thiết kế chung thì có thể nói là những cái mẫu giày có ở đây nó có chung một form thiết kế. Thì chúng ta sẽ có nhiều vật liệu, ví dụ như là sẽ có bằng da và bằng vải. Thì bằng da nó sẽ kiểu như thế này, form nó như này, còn bằng vải nó form thì nó sẽ như thế này. Thế nhưng mà nhìn chung ấy thì các bạn thấy không, nó cũng không có quá nhiều khác biệt với nhau. Và ngoài ra, giữa da và vải chúng ta chia ra làm hai cái nhánh con nữa, đó là vải đời thường và vải đời mới. Da cũng có da đời thường và da đời mới, thì những cái loại đó nó khác biệt nhau thì mình sẽ mô tả sau. Thế nhưng mà nhìn chung chúng ta cũng sẽ có những cái đôi giày nhìn nó tương đối giống nhau, nó đơn giản, dễ dàng dùng để đi casual bình thường chứ không phải là chơi thể thao. Và những cái mẫu giày này ấy, thì nó được làm với lại cái form bề ngang bè rộng theo cái form chân chung của người Việt. Thì đây là những đôi giày Việt Nam, của người Việt Nam, và hoàn toàn thiết kế cũng như là sản xuất tất tần tật 100% là ở Việt Nam hết. Thành ra là nó là một đôi giày mang đúng nghĩa là thuần Việt. Mình thì mình cũng có sở hữu một đôi giày một, ý là một đôi giày của thương hiệu một, một đôi giày. Các bạn thấy không, nó sẽ hơi bị lẫn một chút. Nhưng thực ra mình cũng thấy đó là nó cũng là một cái hay. Tại vì nếu mà nghĩ kỹ ra chúng ta mới hiểu được câu nói đó. Mình có một đôi giày một của thương hiệu một, và nó là một đôi giày này. Thì đây là cái mẫu giày màu vàng nghệ. Mình rất là thích màu vàng, thành ra mình chọn cái màu vàng như này. Thực ra là có nhiều màu sắc khác cũng rất là đẹp, và những màu sắc này nó đều mang tính nó rất là vintage. Tại vì nếu mà chúng ta hình dung, nếu như mà nó là một cái màu hồng sáng, màu hồng Hello Kitty, thì nó không vintage. Nhưng nếu nó màu hồng đất thì nó mới vintage. Ngoài ra nếu mà màu xanh lá thì kiểu xanh lơ thì nó không vintage, nhưng màu xanh này thì nó lại vintage. Ví dụ cái màu xanh này nó rất là giống cái màu xanh của điện thoại của mình. Đây các bạn nhìn thấy hai màu xanh này giống nhau, nó rất là vintage. Đó, thì mình đã chọn cái màu vàng nghệ như thế này, và mình đã chọn cái mẫu mà nó có dây, thì mình sẽ mô tả lý do sau. Cái đôi giày này đã theo mình rất nhiều hàng trăm cây số, cả trên xe đạp lẫn đi bộ. Cái lần mà mình đạp xe thì có một cậu bạn cậu đi cùng, cậu cũng có hỏi đó là có phải anh đi giày một không, thì mình bảo ừ đúng rồi. Đấy, thì mẫu giày này nó đã theo mình hàng trăm cây số trên xe đạp cũng như là đi bộ, và mình cảm giác là nó hoàn toàn thoải mái đối với mình, không bị đau mũi chân, không bị đau gót chân, không vấn đề gì cả. Nếu các bạn có muốn tham khảo thì link của tất cả những sản phẩm này cũng như là các màu sắc khác mình sẽ để bên dưới phần mô tả video. Với mức giá bán ấy, thì những mẫu giày vải thì nó sẽ có mức giá là khoảng 720.000. Còn mẫu giày da thì mức giá sẽ là 1.470.000. Thì nếu các bạn mua ở thời điểm này, mình không biết là sẽ có cái mã giảm giá đó nó đến bao giờ hoặc số lượng thế nào. Thế nhưng mà nếu các bạn mua thời điểm này, mình sẽ để cái mã bên dưới, các bạn sẽ được tặng tất với hai đôi tất. Ở trên website của Coolmade thì có đầy đủ các cái màu sắc cũng như là có đầy đủ mẫu vải, mẫu da để cho các bạn lựa chọn. Và những mẫu giày này thì nó rất là dễ đi. Thực tế ra để mà nói, mình quan tâm đến thương hiệu giày một này từ khá lâu. Thế nhưng mà nó thật là khi mà search trên YouTube ấy, không có một cái video review đúng nghĩa nào về mẫu giày này cả. Tức là nói về đúng nghĩa là review giày nhá, thì không có. Toàn những nói linh tinh kiểu đây là một đôi giày rất tốt, đây là một đôi giày rất xịn. Nói chung review mà chỉ nói tốt với xịn thì ai biết đấy là đâu. Đấy không phải là review. Với một người tư cách là 5 năm làm nghề review như mình thì mình cho rằng đấy không phải review. Và nếu review thì ít ra là tôi cần biết là chính xác là mẫu mã sản phẩm như nào, về tính chất, về cảm giác đi, về vật liệu, về tất tần tật mọi thứ. Thì những cái thông tin mà mình muốn tìm kiếm không có trên YouTube, không có trên những video review đó, mà cũng không có cả trên web hãng nữa. Khá là khó hiểu. Mình muốn là nếu mà ví dụ như là bên hãng giày một mà có xem được video này ấy, thì mình nghĩ là họ nên bổ sung đầy đủ thông tin hơn về sản phẩm của mình. Tại vì thương hiệu này ra đời cũng đã mấy năm rồi, thế nhưng mà
với một người kiểu như là muốn tìm hiểu sâu về sản phẩm trước khi mua, trước khi quyết định mua, hoặc với một người khó tính về review như mình, mình không tìm thấy đầy đủ các thông tin mình cần thiết ngay cả trên web hãng, thì đó là một điều mình cho rằng đấy là thiếu sót. Bây giờ mình sẽ mô tả chi tiết để cho các bạn thấy rõ ràng hơn và đầy đủ nhất về mẫu giày một này, kể cả bằng da hoặc là bằng vải. Về hộp của những sản phẩm giày một thì chúng ta sẽ có một cái hộp giày, nó sẽ là cái hộp giày tới từ cái bìa tái chế, và bên trên này chúng ta sẽ có logo một in màu đen. Thì như các bạn thấy thì màu sắc này nó khá là đơn giản thôi, nó giống như là màu bìa xi măng bình thường. Website modogiay.vn, và bên này có một cái tem về thông tin của nó. Đây là đôi giày vải đời thường, màu vàng nghệ và size là 41. Logo ở đây, hình ảnh ở đây. Và đây là một cái tag giá bán 720.000. Ok. Và bên trong thì chúng ta sẽ có là như sau. Đầu tiên thì trên cùng mình sẽ có một vài phụ kiện. Ví dụ đây là một cái tờ giấy gấp giới thiệu một vài thông tin về thương hiệu cũng như là cái đôi giày. Thì lát nữa mình sẽ cho bạn xem chi tiết hơn. Cái này là một vài miếng dán sticker màu đỏ này, màu xanh blue này, màu trắng này và màu vàng này. Chúng ta có thể dán lên bất cứ đâu mà các bạn muốn. Ví dụ như mình đã thấy một số bạn thì dán lên cái phần logo của laptop, một số bạn thì dán lên cái chỗ phần khung của xe Honda Cup, một số bạn thì dán vào một vài cái cuốn vở vân vân. Đó, và giấy gói đây, bên dưới là cái đôi giày mà mình đang có. Thì đây là cái màu vàng nghệ, như bạn thấy thì nó đúng là màu vàng nghệ thật. Chúng ta sẽ có một cái phần màu sắc chủ đạo là màu vàng toàn bộ ở phía phần bên trên, và đế dưới thì nó sẽ có màu xám, xám xi măng nhạt nhạt. Đó, đây là chiếc bên chân trái, còn đây là bên chân phải. Mỗi hộp giày chúng ta sẽ được tặng kèm theo một cái túi vải, và đây là một túi vải khá là tiện. Đây là một cái túi mà như bạn nhìn thấy thì chúng ta sẽ có thể đeo nó. Đây, mình sẽ để rộng ra một chút cho bạn thấy. Chúng ta có thể đeo nó bằng hai cái quai ở hai bên này. Mình rất là thích những cái túi kiểu như này, tại vì mỗi lần mình đi siêu thị hay là mỗi lần mình đi chợ, mình thường mang theo túi này để không cần phải xin túi ni lông nữa. Thì đây là những cái túi rất đẹp mà chúng ta có thể mang đồ đi bình thường cũng được. Ví dụ các bạn có thể đi gần đi xa thì ra ngoài ngõ, hoặc là đi xa hơn nữa thì chúng ta có thể mang theo một số vật dụng cần thiết. Đơn giản thôi là một vài món đồ trang điểm hoặc là tiền ấy, thì chúng ta có thể bỏ vào cái ngăn nho nhỏ ở phía này. Bên trên là chúng ta có một ngăn nho nhỏ này. Đó. Và đây có một cái tag này. Đây là tag một cái giỏ modogiay.vn. Đó. Với cái màu sắc của túi ấy, thì mình có ở đây mấy màu luôn. Tại vì trong mỗi hộp chúng ta sẽ có một màu. Đây là màu trắng với lại cái logo màu đen. Mình sẽ lấy một vài cái túi nữa ra cho bạn xem. Mình sẽ có ở đây hai phần màu sắc khác nữa. Một đây là màu xanh và một đây là màu hồng, hơi hồng đất một chút. Thì cả hai phần màu sắc này đều rất là đẹp. Và những cái túi này thì nói chung là nó phù hợp với lại những cái màu sắc mà chúng ta đi với giày. Và nếu mà các bạn để ý thì trong hộp giày của thương hiệu 1 này, mặc dù họ không nói đâu, nhưng mà mình nhận ra là không hề có bất cứ một cái vật liệu nào đó mà không thể tái chế, hoặc là nó có ni lông bên trong. Tức là đây là một cái thương hiệu mà họ không nói nhưng họ cũng sẽ ngầm ý truyền đạt tới cái tư tưởng bảo vệ môi trường. Thì mình cũng rất là thích những thương hiệu như vậy. Bản thân mình rất là ghét những cái hộp gì đó mà mình mua cái gì đó về, các bạn hình dung là họ gói rất nhiều lớp túi ni lông. Ví dụ như là bên ngoài này, bên ngoài đôi giày gói một phát, xong là ngay cả cái sushi này cũng gói ni lông, rất là bực mình. Không hiểu sao họ lại có thể làm vậy. Trước khi mà chúng ta mô tả những đôi giày thì mình sẽ cho các bạn xem một vài chi tiết về những cái giới thiệu của thương hiệu này. Ví dụ là đây là một tờ giấy, thì như bạn nhìn thấy cái trang này có một cái thông điệp giày ta cho ta. Thì chúng ta thường nói đến những cái sản phẩm, ví dụ như là sản phẩm ta và tây ấy, thì đây là giày ta, tức là giày Việt Nam, cho ta là cho chính chúng ta. Và ở đây thì một vài thông tin khác nữa, ví dụ một vài hình ảnh chụp lại, đây là đôi giày màu vàng nghệ này, đây là đôi giày màu xanh lá này, và một vài thông tin giới thiệu, ví dụ như một là hãng giày Việt hiện đại, mọi đôi giày một đều được thiết kế và sản xuất tại Việt Nam, đơn giản và êm bền, một đôi giày mang đi đâu mặc gì cũng hợp, một đôi nguyên ngày, một đôi mới và một đời thường thì bền đẹp tươm tất. Tối giản một sẽ có hai dòng là đời mới có dây và đời thường là không dây, làm từ vải bố thì giá 720.000 và da bò thật là giá 1.470.000, với nhiều màu sắc để bạn thoải mái lựa chọn. Website đó, và đây là những cái thông tin qua thôi, hình ảnh cũng rất là đẹp. Và bên trong này, cái quan trọng là chúng ta sẽ có cách để chúng ta đo chân thế nào cho đúng. Thì về việc chọn size của những đôi giày một này, mình nghĩ là các bạn cứ chọn true to size như bình thường. Ví dụ bình thường mình đi 41 thì đôi này mình đi 41 cũng là vừa luôn. Đúng là nó sẽ có hơi rộng một chút, nhưng rộng này là rộng theo kiểu thoải mái chứ rộng không hề khó chịu. Và như các bạn nhìn vào cái phần đo giày này, chúng ta cứ đặt cái gót chân ở phần kẻ ngang này, và rồi để xem chân chúng ta đến phần nào. Đây, hướng dẫn ở đây có cả rồi, các bạn có thể đọc. Thì nếu theo cái bảng này thì chúng ta có thể thấy được đó là ví dụ cái size 35 đi, thì 35 nó đến cái phần này của dòng giày đời thường, tức là cái dòng giày không dây. Chỉ cần đến đây là chúng ta đi 35 được rồi. Nhưng mà muốn đi dòng giày đời mới là dòng giày có dây ấy, thì đi 35 chúng ta sẽ cần nhích lên trên một chút. Tức là theo những cái dòng kẻ này ấy, thì chúng ta có thể suy đoán ra được đó là những cái đôi giày dòng đời mới này nó sẽ dài, về chiều dài hơn một tí thôi so với dòng giày đời thường.
thì đây là cái cách để chúng ta đo. Tuy nhiên thì chúng ta không cần phải để ý quá nhiều đâu. Chúng ta bình thường đi size nào thì cứ đi size đó là được. Còn bạn nào thích thì có thể đo cho biết. Vậy thôi. Trở lại với những mẫu giày của chúng ta ngày hôm nay thì đây là cái mẫu mà mình có. Mình đã đi nó mấy lần thì nó sẽ hơi bẩn ở một vài vị trí rồi, khá là bẩn rồi. Thì đây là cái mẫu mà mình chọn, nó là vải đời mới, tức là nó sẽ là cái loại có dây. Thì để mô tả chi tiết hơn về đời mới và đời thường ấy, đời mới và đời thường chứ không phải đời mới và đời cũ đâu nhá. Đời mới và đời thường thì khác nhau nhiều nhất đó là ở phần đời mới thì nó sẽ có dây buộc ở bên trong. Chúng ta có thể đưa cái phần dây này ra ngoài cũng được nếu bạn nào thích, và theo như cách mình đi thì mình sẽ giấu nó vào bên trong. Thì đây, tùy theo cách các bạn đi như nào thì chúng ta có thể để dây ra bên ngoài hoặc là giấu nó vào bên trong. Thì nói chung tất cả những cái mẫu có dây hay không ấy, nó đều mang tính chất slip on, tức là chúng ta xỏ vào và rút ra rất là dễ dàng, không phải lo lắng rằng là chúng ta sẽ mất thời gian cho việc buộc dây, tại vì mình chỉ cần buộc nó sẵn như này và mỗi lần xỏ vào mình chỉ cần đút chân vào thôi, không cần phải gỡ dây ra làm gì cả. Giấu dây cũng được mà để dây bên ngoài cũng được. Thì điểm khác biệt nhau nhiều nhất giữa hai phiên bản này đó là có dây và không dây mà thôi. Thì đời mới sẽ là có dây, còn đời thường sẽ là không có dây. Và điểm khác biệt tiếp theo ấy, thì nó đến từ cái phần gót này. Như bạn nhìn thấy gót của cái đời mới ấy, thì cái miếng vải ở đây nó là màu vàng, còn gót của đời thường miếng vải nó màu xám, đồng màu với cái đế. Nó chỉ khác biệt nhau cái điểm đó là điểm còn lại thôi. Còn lại ấy, thì trên website không có viết, và sau khi mình soi chi tiết ấy, thì cũng không có điểm nào khác biệt nhau về những cái loại vải làm nên hai mẫu giày này. Tức là đời mới và đời thường dùng chung vải. Hai chiếc giày này không có gì khác biệt về phần chất liệu cũng như là kết cấu làm nên, chỉ khác mỗi phần dây cùng với đó là cái gót đằng sau. Đó, như vậy thì chúng ta cũng đỡ phải suy nghĩ hơn về việc là chất lượng vải nó có khác biệt hay là form dáng có khác hay không. Không có gì cả. Như các bạn có thể thấy thì form của những đôi giày này nó khá là đơn giản. Bên phần dưới đế này chúng ta sẽ có một cái đế cao su đúc nguyên khối, và nó hơi cong một chút về phần mũi. Nó không hoàn toàn phẳng, hơi cong một chút về phần mũi. Và bên trên thì chúng ta sẽ có toàn bộ phần vật liệu nó làm từ vải bố và canvas. Và chúng ta sẽ có những phần vải này nó khá là mềm. Nói chung thì đây không phải là một lớp vải mà nó là hai lớp vải. Tức là chúng ta hình dung là bên ngoài này là một lớp, bên trong chúng ta có một lớp nữa. Nó rất là mềm và êm. Thì đây là một cái đôi giày, nó thiết kế theo kiểu đó là chúng ta đi dễ dàng với cái bề ngang. Thì những bạn chân bè đi cái đôi giày này cũng sẽ thấy cực kỳ thoải mái. Với người chân không bè như mình ấy, thì mình ưu tiên hơn cho cái việc là mình chọn cái phần giày đời mới là tại vì nó có dây. Có dây ấy, thì các bạn hình dung như này. Nếu mà chân bè thì chúng ta đi vào mẫu giày này buộc dây đơn giản, mà mẫu giày không có dây buộc cũng đơn giản luôn. Thế nhưng mà nếu mà chân không bè mà chân bé thon như mình ấy, thì mình cần buộc dây, tại vì có thể rằng cái phần chun của cái mẫu không dây, phần chun này, bên dưới này có một phần chun này của mẫu này, nó không đủ để ép, nó không đủ để ép cái mu bàn chân mình xuống, thành ra nó sẽ rộng hơn bình thường. Vậy thì để ép tốt hơn, mình sẽ cần chọn cái phiên bản có dây để mình kéo nó siết chặt vào một chút. Đó, thì cái mẫu giày này đi nó cho cảm giác rất là thoải mái và mềm êm. Cái êm nữa mà chúng ta có thể hình dung đó là êm đến từ phần bộ đế này. Chúng ta sẽ có một cái lót trong thì nó là một cái phần foam, và thực sự là mẫu này đi êm thật. Nếu mà các bạn chỉ cần nhìn qua hình và xem qua video, các bạn sẽ không biết được là nó êm hay không, nhưng mà cảm giác đi của mình sau gần đấy thời gian mình thấy là mẫu này cho cảm giác đi êm thật. Đấy là ấn tượng đầu tiên, ấn tượng mà mình không thể nào mà mình nhìn qua ảnh mình biết được, đó là đôi giày này đi nó êm. Mặc dù rằng cái đôi này nó mang cái tính chất của một đôi giày mà mình tưởng mình cảm giác là nó không êm, thế nhưng mà đi vào nó là êm, êm từ phần bên dưới chân và êm từ các cái phần vải bên trên dưới, rất là thoải mái, thật sự rất là rộng. Đây, như bạn nhìn thấy này, khung rất là rộng. Và cái đặc điểm thứ hai mà mình cảm thấy nó rất là bất ngờ, đấy là nó nhẹ. Thì đây là một mẫu giày size 41, mình sẽ cân nó cho bạn xem để thấy được tương quan. Đây là chiếc giày một bên, và chúng ta sẽ có khối lượng của chiếc này, nó là 247g. Đây là một khối lượng khá là ấn tượng. Và cùng với lại những cái mẫu giày có thiết kế tương tự như vậy tới từ các thương hiệu nổi tiếng ấy, thì chúng ta sẽ có, mình sẽ ví dụ một đôi Converse cũng là size 41 của mình, thì nó sẽ có khối lượng là lên tới 387g luôn. Và cũng như vậy, một đôi giày Vans thiết kế tương tự, đó, và nó là 392. Chỉ như vậy thôi là các bạn hình dung ra được là mẫu giày này nó sẽ nhẹ như thế nào. Và cái cảm giác đặc biệt ấy là nó đi êm và nó không bị bó. Chúng ta hình dung nhá, ví dụ có rất nhiều bạn quen với cái việc là chúng ta đi những đôi giày Vans Old School hoặc là Converse, Chuck 70 hoặc Chuck 1 cũng vậy thôi. Chúng ta dễ bị đau những phần ngón chân, tại vì phần chân đấy nó hẹp. Thế nhưng mà mẫu này nó có vẻ như là nó thiết kế đúng là cho người Việt Nam, cho nên thành ra mình đi mình không có cảm giác rằng là mình bị đau chân, mình đi thấy rất là thoải mái. Ngoài ra thì bàn chân mình nó không phải là dạng bè múp, nó chỉ là gầy thon bình thường thôi. Thế nhưng mà đi vào một đôi giày mà có form bề ngang nó bè như này, nó có một cái điểm cộng, đấy là nếu như mà mình ngồi xổm xuống ở một cái vị trí nào đó mấp mô giống như kiểu là bậc cầu thang ấy, thì các bạn hình dung là khi mà ngồi xuống ấy thì bàn chân của chúng ta sẽ bè ngang ra phần thế này một chút. Và chính vì bè ngang mà cái phần bề ngang này nó có sẵn không gian để chúng ta bè ngang chân ra rồi ấy,
thì nó sẽ cho cảm giác rất là dễ chịu. Các bạn cứ hình dung là khi mà chúng ta ngồi xuống ấy thì rõ ràng là bàn chân sẽ bè ngang ra hơn một chút, và cái mẫu giày này nó có sẵn khoảng hở rồi, thành ra là chân rất là dễ chịu và thoải mái. Đó. Về phần tem giày, nó sẽ được in ở phía dưới của cái phần lưỡi gà như thế này. Chúng ta sẽ có tem đơn giản thôi, vải đời mới, made in Việt Nam, size là 41, M là size men, size của con trai ấy. Đó. Và khung đằng sau này chúng ta sẽ có thêm một cái miếng vải đệm để nó cố định tốt hơn. Thực tế ra thì khung của mẫu giày này nó vẫn mềm để chúng ta có thể có cái cảm giác êm tốt nhất tới từ các phía chân. Và chính vì khung sau này nó cũng mềm, thành ra là những bạn mà muốn đi theo cái dạng giày đó là giày kiểu giày đạp gót ấy, thì chúng ta đi nó cũng sẽ rất là dễ dàng. Như bạn đang nhìn thấy đây, nó rất là dễ dàng. Nhưng mà mình không khuyến khích cái điều đấy, tại vì mình nghĩ giày nó ra giày, còn dép ra dép, chứ còn mình không thích cái kiểu đi đạp gót như vậy. Và đấy là cái đôi giày mà mình đã chọn để đi, một cái đôi giày đời mới có dây. Còn đây là đôi giày đời thường, thì như các bạn đang nhìn thấy thì chúng ta sẽ có những đường chỉ may ở phía bên trên này để chúng ta có thể may vào cái phần chun ở bên trong, chun để nó cố định giống các đôi giày slip-on khác ấy. Có một cái đặc điểm mà mình cũng khá thích ở trên cái mẫu giày này, đó là cái phần chun của nó. Phần chun của nó là vừa đủ dành cho những người mà múp chân, bàn chân, mu bàn chân có cao đi nữa thì nó vẫn có thể giữ tốt. Và cái đặc điểm chun ấy, thì chun giày màu nào chun nó sẽ có màu đó, như bạn nhìn thấy ở đây. Về cơ bản ấy, thì những cái chun này nó sẽ có màu trắng. Đây, các bạn nhìn thấy những phần màu trắng đúng không? Đó, những phần màu trắng như vậy. Thế nhưng mà nó được nhuộm màu sao cho đồng màu với màu mẫu giày này. Cả những mẫu màu xanh này cũng như vậy. Mình có chun, nó màu xanh như vậy luôn. Đây cũng là một cái đặc điểm mà thương hiệu này cũng khá là chi tiết, khi mà bên trong này là phần bị giấu đi rồi. Chúng ta hoàn toàn có thể để một chun màu trắng, cũng chẳng ai ý kiến gì cả, mà cũng chẳng ảnh hưởng gì thẩm mỹ chung của đôi giày. Thế nhưng mà thương hiệu này họ dùng cái phần chun nó nhuộm đồng màu với lại màu của giày. Với lại ví dụ như cái mẫu màu xanh này, chúng ta thấy màu xanh này nó cũng rất là đẹp. Màu xanh này nó không quá đậm, màu xanh lá cây mà cũng không quá nhạt. Màu xanh này theo mình là vừa đủ. Ngoài ra thì cho bạn xem một chút về phần đế. Đế của những cái mẫu giày này nó có màu sắc khá là giống nhau, chỉ có một vài cái mẫu thì nó màu sắc khác biệt thôi. Ví dụ như màu đen hoặc là cái màu xám nhạt nhạt ấy, thì màu sắc khác biệt thôi. Còn lại thì các phần đế này nó đều có màu sắc xám xám, xám xi măng nhạt nhạt như thế này. Đó. Và để nhìn kỹ hơn vào đế ấy, thì chúng ta nhìn cái phần những đường chỉ may này, mình thấy là gia công của những đường chỉ này khá là tốt, kể cả là những đường chỉ may song song bên trên này cũng vậy. Đó, những đường chỉ may này khá là ổn. Và cái phần đế này nếu mà để ý kỹ thì phần midsole này chúng ta sẽ có những họa tiết, thì đây là những họa tiết được lấy cảm hứng từ mái ngói Việt Nam. Thì các bạn có thể thấy là những cái mái ngói hình vòng cung như này, mái ngói ngày xưa ấy. Đó, những họa tiết này lấy cảm hứng từ mái ngói. Còn bên dưới này thì chúng ta sẽ có những họa tiết đế ngoài, thì chỉ cần nhìn qua thôi là chúng ta cũng biết được là cái đế ngoài này cho cảm giác về ma sát là không thực sự tốt. Chúng ta sẽ không có quá nhiều những cái điểm gờ để có thể giữ lại trong cái môi trường ẩm ướt hoặc là trơn trượt, thì chúng ta chỉ lưu ý là nên đi đôi giày này ở những cái nơi mà nó không quá trơn trượt. Những họa tiết đế này là những họa tiết đế cũng rất là thuần Việt nữa, tại vì chúng ta nhìn thấy những cái phần này chính là những cái cảm hứng tới từ những cái viên gạch. Chúng ta có thể hình dung là những viên gạch xây tường ấy, thì những phần này nó là cảm hứng lấy từ phần đó. Ngoài ra thì những cái đường zigzag, đường bất quy tắc này, thì đây chính là cái đường biển, đường coastline của Việt Nam, tức là cái đường biên ngoài biển ấy, đường biên tiếp giáp với lại phần đất liền với phần biển ấy, thì đó là cái đường bản đồ của Việt Nam. Và đây là tên thương hiệu một được giật chìm ở phía dưới đế này. Đó, như vậy thì phần đế này có rất nhiều những cái tính chất mang tính thuần Việt. Với mỗi một cái mẫu giày thì chúng ta sẽ có phần lót bên trong với phần bên trên phủ có màu sắc giống như là cái màu sắc của giày. Và như bạn thấy đây thì chúng ta sẽ có phần màu xanh này và lớp phủ bên trên này làm từ vải bố. Và đương nhiên mình nói cái phần lớp phủ đấy tại vì với một cái mẫu giày bằng da ấy, mức giá nó cao hơn hẳn, thì chúng ta sẽ có những chất liệu cũng khác hơn hẳn. Và kể cả là cái phần lót bên trong nữa, nó cũng phải được làm sao cho tương xứng với mức giá, tại vì mức giá của nó là gấp đôi so với lại một mẫu giày bằng vải kia. Để mình lôi nó ra cho bạn xem. Đó. Cái phần bên dưới ấy, thì nó cũng giống nhau cả thôi. Thế nhưng mà cái phần phủ bên trên ấy, nó được phủ bằng da, và phần này giống như da lộn vậy. Nó rất là cao cấp. Theo mình được biết ấy, thì phần này có vẻ như nó là da dê. Đó, cái phần phủ bên trên này nó làm bằng da luôn chứ không phải bằng vải đâu. Bây giờ đến với cái đôi bằng da thì mình cảm giác rằng là cái form khung sau này của nó cũng đẹp hơn những cái đôi bình thường kia, khi mà nó được vuốt cong hơn một chút. Thì bình thường là những cái đôi này nó mềm hơn, nó không được vuốt cong nhiều như vậy. Các bạn có thể thấy được đúng không? Đó. Và chúng ta sẽ có tất cả phần vật liệu bên trên upper này, nó được làm từ da, và đây là da bò thật, da bò và là da thật. Thì chúng ta sẽ có phần da màu xám nhẹ nhẹ này, nhìn gần vào phần da hơi khó tại vì ánh sáng nó phức tạp, thế nhưng mà chúng ta cũng có thể hình dung ra được. Đó, phần da thì đây là cái phần màu sắc xám với những cái đường chỉ màu xám. Và mẫu giày này là mẫu giày không dây, mẫu giày mà chúng ta thấy đây, mẫu giày đời thường không dây. Và bên trong này phần chun nó cũng màu xám vậy luôn. Và có một đặc điểm nữa, đó là cái phần tiếp xúc ở bên trong này, tức là cái phần bên trong này chân chúng ta tiếp xúc với giày ấy, thì nó cũng là một lớp da, nhưng lần này nó là cái da
da mà như mình nói nó giống như da lợn nhưng không phải. Đây chính là cái loại mà da mình đọc được nó là da dê, giống như lớp phủ ở bên trên như thế này. Thì đây là hai lớp da. Rõ ràng như vậy là nó tăng cái mức giá của đôi giày lên thì cũng đúng thôi. Thế nhưng mà mình thì mình không thích đi những cái mẫu giày da với cái form thiết kế kiểu như này lắm. Thành ra là mình đã chọn giày vải. Cùng với đó thì giày da thì nó sẽ bí hơn giày vải, cho nên là chúng ta sẽ có 3 hàng lỗ ở đây, tất cả là 15 lỗ để chúng ta chân dễ thở hơn. Đó. Phần đế ngoài thì vẫn giống như vậy thôi. Nó cũng sẽ có màu xám như vậy và tất cả họa tiết chi tiết là y như nhau. Và trên đây là những cái mô tả cũng như chia sẻ của mình về những mẫu giày một, mà ở đây mình có là hai mẫu giày không dây vải, tức là giày đời thường bằng vải, và đây là vải đời mới có dây, còn đây là da và là da đời thường. Thì thực tế ra thì qua hình ảnh, thậm chí qua web ấy, chúng ta cũng không thể nào biết được quá rõ những chi tiết của những mẫu giày này, tại vì những hình ảnh và những mô tả là hoàn toàn không đủ. Mình cũng hơi khó chịu về cái việc đấy. Với những người mà ví dụ như muốn mua và muốn tìm hiểu chi tiết ấy, thì họ không tìm kiếm được những thông tin mà mình vừa nói cho các bạn trên website của hãng, thậm chí trên hãng cũng không có. Ví dụ rằng là hai mẫu này khác nhau như thế nào, cùng màu sắc này nó có khác biệt nhau gì về sắc thái cả màu, loại vải không, hay là nó chỉ khác mỗi phần không dây, cũng chẳng có đầy đủ thông tin gì cả. Và ngoài ra thậm chí ấy, mình muốn biết rằng là bên trong này nó có dày hay mỏng, nó có lót thêm một lớp vải bố bên trong hay không cũng không biết được, tại vì nhìn hình thì không thể nào mà biết được. Và cả những mẫu bằng da này cũng vậy, làm sao mà biết được bên trong này có một lớp da dê giống như da lộn nếu như mà mình không mô tả. Các bạn cũng sẽ không thể tìm hiểu được thông tin đó ở đâu cả. Đó là cái điểm khá là khó chịu. Và đấy là những cái thông tin mà mình đã gửi tới các bạn để các bạn có nhìn hình dung dễ dàng hơn với những mẫu giày một. Và tóm lại thì cái ưu điểm của mẫu giày này chung chung ấy, thì theo mình, thứ nhất là nó có khối lượng nhẹ, thứ hai là cảm giác đi là rất tốt, nó rất êm, êm ngoài sức tưởng tượng của mình, tại vì mình cứ ban đầu mình cứ nghĩ là những mẫu này đi cứng cơ, thực ra nó rất êm và mềm, vải rất là mềm. Cái ưu điểm thì là thế, còn về nhược điểm thì mình thấy được luôn, nó là đế ma sát chưa đủ tốt, đấy là một. Thứ hai là mức giá hơi cao so với mẫu giày bằng da này, tại vì nó lên tới là 1.470.000, còn bằng vải này thì theo mình là mức giá đấy cũng là một mức giá được, hợp lý, chứ còn cái này thì nó đắt hơn gấp đôi. Ngay bây giờ thì mình sẽ đi thử những mẫu giày này trên chân để cho các bạn cùng xem.